Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp trúng số đổi đời trong cái ngày Tết Thanh Minh, ngày 26 tháng 2 âm lịch năm 2024. Thì quý vị đã biết, cái Tết Thanh Minh nó khởi từ ngày 26 tháng 2 âm lịch, và cái ngày đầu tiên của Tết Thanh Minh, của Tết Thanh Minh ấy, nó gọi là Tết Thanh Minh đó. Vậy nên trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp sẽ trúng số đổi đời trong ngày Tết Thanh Minh năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thì chúng ta biết ấy, để xét về cái Tết Thanh Minh ấy, thì con giáp nào trúng số, cái vận may về trúng số, vận may về tiền bạc ấy, thì chúng ta có hai vận, một là chính tài, thiên tài, và một cái vận nữa là lộc tồn. Thì cái lộc tồn là cái vị trí đóng của cái sao thiên lộc đấy, hay còn gọi là cái sao lộc tồn ấy. Đây là một cái sao mà nó chủ về cái sự may mắn, chủ về cái sự phước lành. Và cái sao này nó gì, có tính chất hóa giải rất là tốt, nó đóng một cung đạo tốt nhá, nhưng nó có đặc điểm là gì, nó đến muộn và khó có thể tìm được. Và thứ hai, chúng ta có cái vận thứ hai là vận thiên tài theo bát tự. Vận thiên tài chúng ta dựa vào thiên can, thì chúng ta biết ấy, cái thiên tài nó là một cái tước lộc trời ban, nó là một cái may mắn về vận trình tiền bạc. Trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thì quý vị cũng dễ có cơ hội đổi đời trở nên giàu có. Thì đó là cái vận thiên tài. Thì cái vận thiên tài và cái vận lộc tồn ấy, thì nó đều là hai cái vận may mắn về vận trúng số đó. Vậy nên là gì, chúng ta cũng xét cả hai vận này nhá, xem là trong cái dịp Tết Thanh Minh đây thì những con giáp nào là con giáp trúng số đổi đời trong năm Tết Thanh Minh 2024, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về vận thiên tài. Thiên tài lộc tồn, đúng không? Thì chúng ta biết nhá, cái lộc tồn này, lộc tồn thì tại bốn vị trí là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì nó không có lộc tồn nhá. Vậy nên cái ngày 26 tháng 2 âm lịch, ngày Tết Thanh Minh này ấy, thì không có tuổi nào được lộc trời do cái lộc tồn nó mang lại. Đó. Vậy là chúng ta cùng xét về cái vận thiên tài. Đó. Cái thiên tài chúng ta có Mậu, Mậu là Dương Thổ. Mậu là Dương Thổ. Thổ thì sẽ bị Mộc nó khắc, mà Mộc thì chúng ta lại có Giáp và Ất, đúng không ạ? Như vậy là gì? Những người có vận thiên tài thì nó sẽ rơi vào những người có thiên can Giáp. Tức là những người có đôi năm sinh là số 4, đúng không ạ? Và vận chính tài thì nó là những người có thiên can Ất. Tức là những người có đôi năm sinh là số 5 đấy. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận thiên tài chứ nhá. Thiên tài tức là cái tài lộc trời cho ấy. Còn cái chính tài là cái công việc chính chúng ta ấy. Tức là gì? Cái chính tài là cái gì? Tay làm hàm nhai. Còn cái thiên tài là cái gì? Cái tài không làm mà vẫn quan. Đấy. Nó phân biệt rõ ràng như vậy. Ví dụ, nhưng mà nói như vậy nhưng mà lại không phải vậy. Ví dụ như là khi mà các bạn đi làm ấy, đi làm công ăn lương. Đấy. Đi làm ở một cái nhà máy, một cái xưởng sản xuất nào đó, thì cái việc các bạn làm việc hàng ngày, hàng tháng và lĩnh lương hàng tháng thì đó chính là cái chính tài. Nhưng nếu mà các bạn làm chăm chỉ, lại có cái sự sáng tạo đấy, nghiên cứu được nhiều cái sản phẩm mới, nhiều cái cách làm hay, thì sẽ được cấp trên ban thưởng cho. Thì cái tiền thưởng đấy thì nó sẽ gọi là gì? Là cái thiên tài đó. Và với những người mà thiên tài nó đào đến cái vận thiên tài ấy, thì dễ có cơ may trúng số đời đời đó. Trúng số ở đây là gì? Có được những cái cơ hội làm ăn lớn này, có được những cái mối hợp tác kinh doanh đầu tư lớn đó. Cũng có thể có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền và làm giàu. Bên cạnh đó thì người ta cũng ví như là một số người sẽ được may mắn là trúng số đổi đời đó. Đó chính là cái lý do mà tại sao mà gì có cái vận thiên tài này. Thưa quý vị, như vậy là gì, chúng ta cùng xét nhá, xem cái vận thiên tài nó rơi vào tuổi nào nhé. Thì thiên tài thiên giáp, giáp thì bao gồm tuổi sau này. Chúng ta có Giáp Tý là những người sinh năm 1984, ngũ hành là kim. Tiếp theo là Giáp Tý này, Giáp Tuất là 1994, có ngũ hành là hỏa, đúng không? Giáp Thân là 1944, có ngũ hành là thuộc thủy. Tiếp đến là Giáp Ngọ 1954, có ngũ hành là thuộc kim. Cuối cùng là Giáp Thìn 1964, ngũ hành là hỏa. Và tuổi thứ 6 là Giáp Dần 1974, có ngũ hành là thủy. Thì đây là 6 con giáp
được cái thiên tài này chiếu vận, dễ có cơ hội là trúng số đổi đời. Vậy bây giờ chúng ta cùng xét xem là 6 con giáp này nhá, thì con giáp nào là may mắn nhất? Thì chúng ta biết cái ngày Mậu Tuất đúng không, hành thuộc gì? Bình địa mộc đúng không ạ? Mộc. Mộc thì sẽ sinh hỏa, vậy nên những người mệnh hỏa sẽ là tốt đầu tiên này. Thứ hai là gì? Mộc thì thủy hòa với mộc. Đó. Thứ ba là gì? À, kim khắc được mộc đúng không ạ? Kim khắc được mộc. Đó. À, thưa quý vị, như vậy chúng ta cùng xét xem là trong những con giáp này con giáp nào may mắn nhất. Thì đầu tiên là những mệnh hỏa. Mệnh hỏa chúng ta có tuổi Giáp Tuất và Giáp Thìn. Giáp Tuất 1994 và Giáp Thìn 1964. Thì những người tuổi Giáp Tuất sẽ may mắn hơn những người tuổi Giáp Thìn, đứng vị trí số 1 đúng không ạ? Đây 1. À, những người tuổi Giáp Thìn sẽ xếp vị trí số 2. Những người tuổi Giáp Tuất ấy, thì nói chung ấy, trong ngày hôm nay ấy, thì cũng sẽ được may mắn hanh thông do được gì? Do được thiên tài là chiếu mệnh. Vậy nên những cơ hội kiếm tiền và làm giàu ấy, thì sẽ trở nên rất là lớn mạnh trong thời gian này, đặc biệt là những người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 ấy. Đấy. Vậy nên những người tuổi Tuất mà muốn gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo những người tuổi Thìn thì gặp trong ngày hôm nay mặc dù là vẫn được thiên tài để chiếu mệnh, nhưng mà gặp cục diện là Thìn và Tuất là tương xung. Vậy nên những người tuổi Giáp Thìn 1964 ấy, thì nó vẫn có cái vận thiên tài, vẫn có cơ hội kiếm tiền bạc, vẫn có cơ hội làm giàu. Thế nhưng mà gì, nó sẽ phải vất vả hơn, lận đận hơn, lao lực hơn. Quý vị bình thường ấy, quý vị người ta chỉ làm ăn chơi thôi thì cũng có tiền, nhưng mình thì phải vất vả lao lao lận đận nhưng mà vẫn có tiền. Như vậy là gì? Kết quả là vẫn kiếm được tiền nhưng phải vất vả. À, nhưng mà vất vả mà kiếm được tiền thì cũng đã là cái may mắn hơn khối người ngoài kia đúng không? Nhiều người vất vả lao lao lận đận ấy, nhưng mà tiền thì chẳng kiếm được, thậm chí là gì, còn mất thêm tiền nữa. Vậy nên các bạn cũng là một con giáp may mắn rồi, nhất nhì thiên hạ rồi. À, tiếp theo thứ hai là chúng ta cùng xét về những người mệnh mộc. Mệnh mộc thì trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh mộc. Thứ ba mệnh kim. Mệnh kim thì chúng ta có tuổi 1984 Giáp Tý và 1954 là Giáp Ngọ. Thì những người tuổi Giáp Ngọ may mắn hơn, nó sẽ vị trí số 3. Giáp Tý là vị trí số 4. Những người tuổi Giáp Ngọ được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. À, cái cục diện tam hợp này nó cũng kéo theo cái vận trình của những người tuổi Ngọ được đi lên. Đó. Trong ngày hôm nay thì những người tuổi Ngọ lại được gì? Lại khác được ngày nữa. Nên là gì? Nó sẽ gặp được nhiều cái may mắn và hanh thông. Đó. Vì thế mà đây cũng là một cái thời cơ tốt cho những người tuổi Ngọ nắm bắt. Nếu mà quý vị biết cách nắm bắt và tận dụng cái lợi thế này thì quý vị sẽ trở nên giàu có sau một đêm. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân nhé. À, tương tự thì những người tuổi Tý, đặc biệt là Giáp Tý thì cũng hãy luôn mà nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó. Tiếp theo, như vậy là chúng ta còn những người mệnh thổ, mệnh thủy đó. Thủy thì thủy sinh như mộc, đúng. Như vậy chúng ta còn Giáp Thân và Giáp Dần. Thì những người tuổi Giáp Dần sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Tuổi Giáp Thân sẽ xếp vị trí số 6. Đó. Những người tuổi Giáp Dần thì được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ kéo cho cái vận trình của những người tuổi Dần được đi lên trông thấy, đặc biệt là Giáp Dần 1974. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, những người tuổi Giáp Dần hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần nhé. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân, Tý, Thìn nhé. Đó. Đó là những người gặp vận thiên tài. Như vậy, trong cái ngày 26 tháng 2 âm lịch, những con giáp có cơ hội trúng số đổi đời, gặp nhiều cái may mắn trong cái mối quan hệ làm ăn kinh doanh của mình ấy, thì đó là 6 tuổi sau đây. Một là Giáp Tuất 1994, 2 Giáp Dần 1964, 3 Giáp Ngọ 1954, 4 Giáp Tý 1984, 5 là Giáp Dần 1974 và 6 là Giáp Thân 1944. Đó. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 22 tháng 6 âm lịch, là ngày đầu tiên của Tết Thanh Minh. À, thưa quý vị, thì ngoài ra ấy, thì chúng ta cũng có những con giáp gặp cái vận may khác về tiền bạc, nhưng mà gì, cứ càng làm ăn, càng chịu khó chăm chỉ làm ăn ấy, thì lại càng trở nên giàu có. Bên cạnh đó, quý vị còn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cái vận may nó cũng sẽ liên tiếp tìm đến với những con giáp này, đó là những người gặp cái vận chính tài.
Chính tài thì sẽ bao gồm những tuổi sau đây này: 1985 là tuổi Ất Sửu, cũng hay là Kim. 1995 Ất Hợi, cũng có hành là Hỏa. 1945 hoặc là 2005 là Ất Dậu, cũng có hành thuộc Thủy. 1955 là Ất Mùi, cũng có hành thuộc Kim. 1965 là Ất Tỵ, cũng có hành thuộc Hỏa. Cuối cùng là 1975 Ất Mão, ngoại hình thuộc Thủy. Đó là 6 con giáp được thần tài ban lộc, thần may mắn gọi tên. Và trong 6 con giáp này, chúng ta cùng xét xem con giáp nào may mắn nhất. Thì chúng ta có, đúng không ạ, ngày Tết Thanh Minh ấy. Tết Thanh Minh nó sẽ rơi vào ngày Mậu Tuất. Ngày 26 tháng 2 âm lịch là ngày Mậu Tuất. Nó có ngày là Mộc, đúng không ạ? Mộc thì sinh hỏa, vậy nên những người bị hỏa sẽ là con giáp may mắn nhất. Như vậy là những người 1995 là tuổi số 1 và 1965 là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, đến ngũ hành mộc thì trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh mộc. Thứ ba là mệnh kim. Mệnh kim chúng ta có 85 Ất Sửu và 55 là Ất Mùi. Ất Sửu là con giáp may mắn thứ ba, Ất Mùi là thứ tư nhé. Tiếp đến là 1945 là Ất Dậu và 1975 là Ất Mão. Thì 1975 nó sẽ là số 6, còn 1975 thì là số 5. Những người tuổi 1975 Ất Mão được cục diện là Mão Tuất nhị hợp đấy, đâm ra là gì? Những con giáp này sẽ may mắn hơn. Vậy đây là gì? Để gia tăng thêm may mắn do được chính tài chiếu mệnh, thì để được quý nhân tương trợ giúp đỡ thêm ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để gì? Để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình công việc được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 26 tháng 2 âm lịch, tức là gì? Ngày Tết Thanh Minh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.